bị cáo chung là tuổi trẻ với cái sự nhiệt huyết thì bị cáo tin tưởng cũng như là cũng cố gắng để hoàn thành và làm tròn tốt nhất cái vai trò là nhân viên của mình. Đối với công việc được giao, thật sự là bị cáo hoàn toàn không biết rõ được hết những cái hậu quả và những cái sự việc mà bị cáo khi bị cáo làm. Nếu thật sự bị cáo nhận thức thì đó là sai thì thật sự là bị cáo sẽ không thể nào mà bị cáo có thể làm để thật sự nó một đau lòng là một cử nhân luật thì bị cáo hôm nay đứng trước vành móng ngựa, đứng trước lao lý, bị cáo phải đánh đổi từ danh dự, tuổi trẻ, sự nghiệp và tài nước là thật sự là không có một cái điều gì có thể tương xứng với bị cáo có biết sai mà mình vẫn thực hiện. Để rồi danh dự của cá nhân bị cáo, của dòng họ, người thân nó thật sự là ba bị cáo nói một câu mà bây giờ là bị cáo cảm thấy là mình bất hiếu và không có một điều gì mà có thể đánh đổi được ba bảo cho con đi học luật mà bước vào lao lý. Thế rồi hôm nay bị cáo đứng trước và bóng ngựa, nó thật sự là cái sự đau lòng khủng khiếp cho gia đình bị cáo. Thật sự là những cái thật sự là khi mà bị cáo làm, bị cáo cũng chỉ mong là có thể làm được những điều tốt đẹp cho với những sự tin tưởng cũng như là những điều mà bị cáo Nguyễn Thái Lễ mong muốn làm tốt đẹp khi mà bị cáo mới bước vào công ty. Thì bị cáo cũng mong là mình sẽ làm tốt thôi, nhưng mà đến kết quả ngày hôm nay mà bị cáo đứng nơi này thì thật sự phía trước của bị cáo, những gì bị cáo phải đúng hôm nay bị cáo cũng không biết phải nói như thế nào. Và cái sự mất mát tương lai, mất mát quá nhiều mà thật sự là bị cáo cũng biết hội đồng xét xử rất là đắn đo cũng như rất là phải cố gắng để giải quyết công tâm khách quan. Thì sự việc diễn ra ngày hôm nay nó cũng là sự việc đã rồi, thì bản thân bị cáo cũng đã nhận thức được cái hành vi của mình và thật sự là bị cáo tin rằng là hội đồng xét xử sẽ có một cái nhìn công tâm khách quan đối với bản thân bị cáo cũng như là các bị cáo trong vụ án này, để bản thân bị cáo cũng như là mọi người có thể là sớm trở về với gia đình và người thân, bởi vì những cái mất mát hiện tại không chỉ là mất tiền, mất đi tương lai, mất đi thanh xuân, mà với cái bản án mà viện kiểm sát đưa ra cho bản thân bị cáo và các bị cáo còn lại, thật sự là con đường phía trước, cái điều bị cáo sợ nhất đó là không biết là mình còn kịp để mình có thể nhìn thấy người thân, và sự mất mát người thân nó thật sự là quá lớn đối với những gì mà nhận thức của bản thân bị cáo và các bị cáo trong vụ án này. Hy vọng là hội đồng xét xử sẽ đưa ra một mức án và một cái nhìn khách quan để bản thân của bị cáo có thể sớm trở về. Rất mong được hai từ đoàn viên.